Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con muốn xuất gia nhưng mà lại chưa quyết định được vì con còn luyến ái thế tục. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy để tâm của con được vững vàng hơn, Phật tử Quảng Đạt. Kính thưa đạo hữu Quảng Đạt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, người xuất gia là có một cái công đức rất lớn vì chúng ta đã phát tâm để từ nay về sau từ bỏ cái con đường của sự sinh tử và mang cái tinh thần giải thoát và giác ngộ của Đức Thế Tôn đó để mà giải thoát cuộc đời này, làm cho cuộc đời vơi bớt tất cả những nỗi khổ mà có được nhiều niềm vui. Vì thế mà ai có thể xuất gia được thì biết được rằng đó là phước báo vô cùng to lớn của tự thân mà chúng ta đã có duyên rất lớn với Phật Pháp, cho nên mới được con đường như thế. Và cái con đường tu tập này đây phải có nhân duyên đầy đủ mới có thể làm được. Và tất cả những hạt giống đều cần có những điều kiện cần thiết để cho nó có thể đơm hoa và kết trái. Muốn được cái này thì phải từ bỏ cái kia, đó là điều chắc chắn nơi cuộc đời này. Vì thế mà hãy dũng mãnh hơn lên để chúng ta chọn cái con đường mà mình mong muốn, mang lại giá trị an lạc cho mình và thảnh thơi cho nhiều người nhiều nhất có thể. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn thì có một đệ tử, người này thường hay đi khất thực và đến nhà của một thí chủ. Ở nơi nhà đó thì có một người con gái rất là xinh đẹp. Và rồi người con gái này khi lần đầu tiên nhìn thấy cái vị tỳ kheo trẻ tuổi khôi ngô này đây thì đã sanh lòng yêu mến. Và lần đầu tiên sau khi cho nước cái vị tỳ kheo đó thì cô nói với vị tỳ kheo đó là: "Thầy cứ mỗi ngày đến đây con sẽ thành tâm mà cúng dường nước cho thầy." Và rồi cứ thế vị tỳ kheo này mỗi ngày mỗi đến. Sau đó rồi thì ngoài cái việc cho nước, cô ta cúng cho đồ ăn. Và rồi những ngày sau đó nữa thì cô ta nói với vị tỳ kheo rằng: "Bây giờ đây con rất là cô đơn và lạc lõng, xin thầy cứ hãy đến đây thường xuyên hơn." Vị tỳ kheo này biết được cái dụng ý của cô con gái này và trong lòng của mình cũng cảm thấy xốn xang với tất cả những cái lời nói đó. Cho nên vị tỳ kheo trở nên chểnh mảng trong việc tu tập và thường xuyên lui tới cái nhà của người gia chủ này. Thế rồi một hôm nọ, những vị tỳ kheo khác nhìn thấy vị này sao mà làm biếng ngồi thiền cũng như không có nhiếp tâm được, cho nên đem cái câu chuyện này bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Thế rồi Đức Thế Tôn liền kêu cái vị tỳ kheo này lên để mà gạn hỏi. Vị tỳ kheo này đã thưa đầy đủ hết tất cả cái nguyên nhân mà làm cho mình không có nhiếp tâm và chánh niệm được như thế. Rồi nhân đó mà Đức Phật nói rằng chính cái lòng tham ái của ông đó, nó sẽ là cái nguyên nhân mà đưa ông đến sự sa đọa. Vì lẽ đó ông hãy mau chóng mà từ bỏ nó đi. Người con gái kia chẳng những trong đời này mà đời trước cũng đã từng giết ông. Thế rồi nhân đó Đức Phật đã kể câu chuyện tiền thân của vị này. Số là đời trước ông là một người xạ thủ hết sức là giỏi, và người con gái kia chính là vợ của ông. Trong cái lúc mà hai người đi dạo chơi ở trong rừng thì gặp một toán ăn cướp, và ông đã chiến đấu hết sức là dũng mãnh để bảo vệ cô ta. Nhưng người vợ của ông khi nhìn thấy cái tên thủ lĩnh á, thì sanh ra cái tâm yêu mến ngay lập tức. Thế là cô ta đã lấy gươm của ông để đưa cho cái tên đầu đảng tướng cướp đó, và từ cái cây gươm đó đã giết chết ông ở đời trước. Khi nghe như vậy thì vị tỳ kheo này liền trút bỏ hết tất cả những cái sự tham ái đối với cô gái kia và phát tâm để tu tập và đạt thành thánh quả. Thưa tất cả quý vị, đời sống của chúng ta đây, nếu như mình chỉ dựa trên cái yếu tố của sự tham ái và chìm đắm nơi nó thì chúng ta sẽ khổ thật nhiều. Vì thế mà hãy phát tâm để vượt qua khỏi cái sự tham ái này, được ngày nào thì hay ngày đó. Và trên phương diện tu tập để vượt thoát thì sự từ bỏ tham ái là một điều bắt buộc phải xảy ra. Hy vọng đạo hữu sẽ thấy rõ được con đường mà mình đang lựa chọn đây là điều hết sức chân thật, và hãy cố gắng để chiến thắng được lòng mình mà bước chân trên con đường cao rộng. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.